Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTNDC chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phóng sự Mừng Xuân Kỷ Hợi do Hội đồng Hương Quản trị tổ chức vào ngày 17 tháng 2, 2019 tại Clarion Inn, Fortress, Virginia do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2019. Bên cạnh chúng tôi là nhà thơ Phan Khâm, một trong những người đồng hương quản trị, mà một trong những người chịu ít nhiều về vấn đề tổ chức của cái hội quản trị Mừng Xuân hàng năm. Hôm nay chúng tôi có vài câu hỏi để mà anh Phan Khâm có thể chia sẻ với lại quý đồng hương của chúng ta. Thứ nhất là anh có thể cho biết rằng cái ý nghĩa đặc biệt của ngày hôm nay khi mà chúng ta có một cái hội xuân như vậy, dạ thưa anh. Trước tiên tôi xin chào ông Võ Thành Nhân của đài SBTN và chào tất cả quý vị gần xa. Như vậy hàng năm Hội đồng Hương Quản trị vùng Hoa Thịnh Đốn thường thường tổ chức hội Tết Mừng Xuân hàng năm kể từ năm 1992, tức là hơn 27 năm qua đây đến ngày thành lập hội. Và được biết rằng hội chúng ta cũng thường thường có những cái hoạt động mà nó có liên quan tới cái vấn nạn trong chiến tranh Việt Nam. Ông có thể cho biết qua về cái kỷ niệm đau thương của Mậu Thân? Dạ, cái kỷ niệm đau thương của Mậu Thân, chúng tôi cách đây 2 năm, kỷ niệm 25 năm thành lập hội, chúng tôi có làm cái lễ tưởng niệm nạn nhân đại lục Kinh Hoàng ở tại Eden Center. Buổi lễ đó thu hút rất nhiều quý vị đến tham dự và gây tiếng vang tất cả đất nước Hoa Kỳ trong cái lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội đồng Hương Quản trị và ngày kỷ niệm đại lục Kinh Hoàng là một biến cố lớn nhất ở trong tỉnh Quảng Trị trong thời gian chiến tranh Nam Bắc của chúng ta. Và khi mà chúng ta nói người đồng hương quản trị có mặt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì hiện nay chúng ta có bao nhiêu gia đình và những cái gia đình nó đến đây vào những cái đợt định cư như thế nào, dạ thưa ông? Hiện tại Hội đồng Hương Quản trị vùng Hoa Thịnh Đốn vùng quận có khoảng 300 gia đình, đa số là đến từ những gia đình HO Washington DC, Maryland và Virginia. Và khi mà chúng ta nói ngày Tết, chúng ta mừng ngày Tết, thì Hội đồng Hương Quản trị năm nay cái chương trình Mừng Xuân như thế nào, dạ thưa ông? Chương trình Mừng Xuân là chúng ta tổ chức hàng năm, năm này chúng ta tổ chức theo kiểu làng xã và chúng ta tổ chức tại một hội trường. Mình mang tất cả con cái cháu cha đến dự lễ và có bánh chưng, bánh trái, heo quay, thịt quay, đốt pháo Mừng Xuân, mua lân, và đặc biệt năm nào Hội đồng Hương Quản trị cũng ra đặc sản xuân để kỷ niệm tất cả những ngày, tất cả những bài viết về ký ức Quảng Trị, về những người con xa xứ để nhớ về quê hương, nhớ về Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta. Cái đặc sản Quảng Trị duy trì từ 1992 đến nay hơn 20 năm và năm nào đặc sản Quảng Trị vẫn phát hành đều đặn đến vùng Hoa Thịnh Đốn. Và cuối cùng ông có thể cho biết niềm hãnh diện của người đồng hương quản trị khi mà họ sống ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và họ dấn thân họ phục vụ và họ bảo tồn một số những cái vấn đề văn hóa đó, thì cái niềm hãnh diện nó nằm ở đâu và như thế nào, dạ thưa ông? Dạ, niềm hãnh diện của cộng đồng hội đồng hương quản trị vùng Hoa Thịnh Đốn là hòa nhập với cộng đồng quốc gia vùng Hoa Thịnh Đốn. Tất cả những công tác gì của cộng đồng Việt Nam cũng đang tổ chức để hội đồng hương quản trị có tham gia, sinh hoạt cùng chung, đi biểu tình, bất cứ cái gì mà cộng đồng ở đây tổ chức đều hội đồng hương quản trị, tất cả những ban chấp hành hội đồng hương quản trị đều có tham gia và có tham gia tất cả những tiệc tùng của hội đồng hương quản trị và của quý vị tổ chức, từ về hội cảnh sát quốc gia, hội liên, hội của chiến sĩ của cộng đồng đều có tham gia đóng góp cùng với tất cả quý vị ở đây. Xin cảm ơn nhà thơ Văn Khâm và ông có thể cho lời chúc mừng đầu xuân ạ. Dạ, chúc mừng nhà SBTN thắng lợi và luôn luôn trực tiếp màn hình và tiếng nói đến tất cả quý vị trên khắp năm châu bốn bể. Một lần nữa xin cảm ơn SBTN. Tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Sau khi Tổng thống Trump thất bại vì chấp nhận cho Quốc hội cung cấp chỉ có 1.7 tỷ thay vì 5.7 tỷ Mỹ Kim xây bức tường để đổi lấy việc Tổng thống không đóng cửa chính phủ, nên trong ngày 15 tháng 2, Tổng thống lấy quyết định táo bạo là ban hành tình trạng khẩn trương toàn quốc. Tổng thống mong
xoay sở số tiền của những ngân khoản bởi về bộ phận khác trong chính phủ để hội đủ 8 tỷ mỹ kim nhằm xây bức tường để chứng minh Tổng thống làm đúng theo lời cam kết tranh cử của ông. Sự kiện trên gây phản ứng cực lực giữa hai đảng Dân Chủ chống và Cộng hòa thuận, đem đến tình trạng phức tạp cho thấy Tổng thống lạm dụng quyền hạn và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Việc làm trên còn cho thấy là vi hiến vì cơ quan hành pháp quyết định ngân sách để thực hiện một dự án thay vì làm đúng theo sự phân quyền của hiến pháp là để cho cơ quan lập pháp thông qua ngân sách. Có phải là Tổng thống muốn thách thức quyền hành của lập pháp vì tự ý lấy một quyết định có mang tính cách chính trị hay không? Vậy cử tri có nên hỏi tại sao trong 2 năm Tổng thống Trump cầm quyền với đảng Cộng hòa đa số trên Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội mà Tổng thống không thông qua được ngân khoản xây tường để đợi cho đến nay mới áp đặt tình trạng khẩn trương? Ngay liền sau khi tuyên bố khẩn trương quốc gia, thì tại sao Tổng thống đi xuống Mar-a-Lago Club của ông tại Florida để đánh golf trong 3 ngày nghỉ lễ? Vì thế, phần đông dân chúng cho là Tổng thống bịa đặt ra một tình trạng khẩn trương giả tạo. 2 ngày sau đó là 15 tháng 2, ông Xavier Becerra, Tổng trưởng lý tiểu bang California, làm việc với 15 tiểu bang khác đề đơn kiện Tổng thống về sự sai phạm luật lệ khẩn trương. Ông nói là tình trạng không giống như cuộc khủng bố 911 hay cuộc khủng hoảng con tin trong năm 1979 tại Iran hay cuộc chống lại kẻ thù từ bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia hay bất cứ mối nguy hại nào ập xuống công dân Hoa Kỳ tại nước ngoài. Hơn nữa, nhóm vận động công chúng Public Citizen thay mặt cho ba chủ đất và một nhóm bảo vệ cho môi trường tại Texas cũng đề đơn kiện lên tòa án quận Washington nhằm ngăn chặn ba chủ đất cách các nhà ngay làng ranh biên giới bị tịch thu. Hơn nữa, nhóm vận động công chúng Public Citizen thay mặt cho ba chủ đất và một nhóm bảo vệ cho môi trường tại Texas cũng đề đơn kiện lên tòa án quận Washington nhằm ngăn chặn ba chủ đất cất nhà ngay làng ranh biên giới bị tịch thu. Họ cũng cho là bức tường sẽ gây nguy cơ tuyệt chủng cho một số động vật hoang dã trong lãnh thổ nước Mỹ. Một nhóm khác cũng kiện Tổng thống vì tự ý sử dụng những số tiền thuế của người dân đóng cho các dự án xây dựng cho quân đội hay tiền ngăn chặn buôn ma túy hay tiền sử dụng cho ngành công lực bị chuyển qua cho bức tường mà Tổng thống muốn xây cho bằng được. Ngoài ra, hơn 250 cuộc biểu tình đã diễn ra từ miền Đông đến miền Tây Hoa Kỳ với nhiều biểu ngữ cho thấy Tổng thống bị đặt ra tình trạng khẩn trương như là fake news và Tổng thống lạm dụng quyền hành để đi chơi tự sướng ngay trong ngày lễ President's Day chỉ vài ngày sau khi Tổng thống ban hành tình trạng khẩn trương. Cử tri suy nghĩ sao về tình trạng khẩn trương này? Jackie Bong xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây đã chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Minh Thúy xin chào tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Từ 7 giờ tối nghi thức phát tang Vân Yêu tại nhà quản Maxwin 10500 Park Row, Charlotte, thứ 6 ngày 1 tháng 3 2019, từ 6 giờ đến 9 giờ tối, viếng thăm và đọc kinh tại nhà quản Maxwin, thứ 7 ngày 2 tháng 3, thánh lễ an táng lúc 10 giờ sáng tại giáo xứ Thánh Giuse 4929 đường Sandy Porter, Charlotte. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042.
với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.